Xin chào các bạn. Sau đây mình sẽ review cho các bạn chiếc RK G68 mình mới mua xong, cũng khá là ưng em nó. Thì ở đây là phiên bản RK G68 RGB 31 receive này, Bluetooth và cả Type-C. Và đấy, bật lên cho nó mờ mè nhỉ. Ra cái keycap mình đang dùng là bản BXDA, thành ra là không có xuyên led cho lắm, nhưng mà mình lại thích cái kiểu như này, cũng quen gõ lát rồi nên là cũng thích kiểu dẹt dẹt như này. Đó, sau đây mình sẽ sao test một lượt cho các bạn cảm nhận nhé. Nên bạn sẽ cảm thấy khác một chút này, vì mình đang dùng một cái hàng số là một switch khác và hàng chữ là một switch khác. Chung về cảm giác bấm thì khá là ưng. Hàng trên này mình có dùng switch là Gateron Tactile, còn hàng chữ này là mình switch là Fantasy XDA, nó là Linear. Tùy cảm nhận mỗi người và sở thích mỗi người thôi, ai thích dùng cái nào cho nó phù hợp với mình là được. Về lực ấn thì cái con theo mình cảm giác thì con này có vẻ nhẹ hơn này, XDA nhẹ hơn này, còn cái này thì Tactile thì chắc chắn rồi, nó sẽ có cái độ, có cái cảm giác hơi khớp một chút. Đó. Thôi, khoe thế thôi. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.